Vietnam! 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 Khi đội tuyển Việt Nam hạ cánh xuống Dubai lúc 4 giờ sáng ngày 1 tháng 10, các cổ động viên Việt Nam tại đây đã dậy từ 3 giờ để ra sân bay đón thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với những tình cảm thật đặc biệt. Và đây là lần thứ 3 thì thời tiết cũng đã chuyển sang mùa đông. Nên là mình cũng cảm thấy là rất là khá ổn cho đội tuyển của chúng ta. Mỗi lần mà đội tuyển sang thì mình có cái cảm giác rất là khác nhau. Và lần này thì mình cảm thấy rất là tự tin về đội tuyển của chúng ta. Từ Asian Cup tới vòng loại thứ 2 World Cup tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cổ động viên Việt Nam đã tạo ra bầu không khí lễ hội và trở thành nguồn động lực lớn lao đối với các tuyển thủ. Nhưng ở trận gặp Trung Quốc tới đây, sẽ nói không với các cổ động viên. Bao nhiêu ngày háo hức mong chờ, bao nhiêu sự chuẩn bị, cơ quà cơ rồi băng rôn rồi miếng giả logo dán rồi áo tất đều đã được chuẩn bị hết, nhưng mà đến lúc nghe tin không được vào thấy buồn cực kỳ luôn. Dù buồn nhưng với những cổ động viên nhiệt thành này, họ luôn có cách để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Mọi người đang lập kế hoạch là sẽ ở ngoài sân vận động vừa xem vừa cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta luôn. Hy vọng là đội tuyển của chúng ta sẽ giành thắng lợi trong trận đấu sắp tới. Kiểu gì kiểu cũng cứ phải đi cổ vũ, không bao giờ là bỏ rơi xác đội tuyển được. Lúc nào cũng sát cánh bên đội tuyển hết. Không khí ngoài sân xa ra hôm 8 tháng 10 có lẽ sẽ giống như thế này. Trong sân, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chắc vẫn sẽ cảm nhận được những tiếng hò reo chuyền lửa để có thể vững tâm thi đấu. Sao ở kia là chị em không phải sốc đâu.